Huỳnh Giao xin mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tổ ấm yêu thương. Chương trình do Ban chương trình Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Địa ốc Thăng Long, Thăng Long Real. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng, áp lực, giờ đây chúng ta lại được gặp nhau, cùng chia sẻ những thông tin bổ ích để cùng vun đắp tổ ấm yêu thương của mình. Và chuyện lo cho con em của mình có được sự cân bằng trong việc học và vui chơi, rèn luyện những kỹ năng sống luôn là mối bận tâm của rất nhiều bậc phụ huynh ngày nay. Ngay bây giờ, Huỳnh Giao xin mời quý vị và các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, cùng chia sẻ những trải nghiệm thực tế của các em qua phóng sự sau đây. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Đúng vậy, từ xưa tới nay, nhu cầu của trẻ vẫn luôn là sự kết hợp giữa ba yếu tố, gồm ăn, vui chơi và học hành. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống hiện nay, không phải gia đình nào cũng cân bằng được ba yếu tố đó cho con trẻ của mình. Cùng với nhịp sống hiện đại, áp lực từ công việc và các mối quan hệ xã hội, nên không ít cha mẹ đã quên rằng con em mình cũng cần được vui chơi, giải trí, được trải nghiệm thực tế ngoài những lịch học căng thẳng. Thêm vào đó, trẻ em ngày nay rất nhanh nhạy, làm quen với các trang thiết bị thông minh như đồ chơi điện tử, điện thoại di động, nên ít tiếp xúc hơn với các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm thực tế. Một mùa hè vốn là thời gian dành cho trẻ nghỉ ngơi, du lịch, thư giãn cùng gia đình, giờ đây lại trở thành những khóa học văn hóa đầy áp lực. Những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc như cánh đồng lúa, các cây cổ thụ của làng quê, các loài động vật vốn rất gần với đời sống con người, cũng ít thấy xuất hiện trên truyền hình, sách vở, nên càng xa lạ hơn trong tiềm thức của trẻ. Cũng chính vì vậy mà các hoạt động trải nghiệm thực tế trong thời gian hè trở nên quan trọng hơn, bởi đó là thời gian, là cơ hội, các em được hòa mình vào thiên nhiên, được trải nghiệm thực tế bằng chính cảm xúc trực tiếp của mình. Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cảm nhận của các bé về chuyến đi ngày hôm nay. Chào con tên gì, mấy tuổi? Dạ, con tên Thiên Kim, con 9 tuổi. Còn con? Dạ, con tên Hoàng Nghĩa, năm nay con 10 tuổi. Dạ, con tên là Như Quỳnh, hôm nay con 10 tuổi. Và Như Quỳnh ơi, ngày hôm nay con đến với những trải nghiệm này, thì con thích nhất là việc làm nào? Dạ, con thích nhất là đi bắt cá. Tại sao? Dạ, bởi vì bắt rất là vui. Còn với con, ngày hôm nay qua những trải nghiệm như thế này thì con cảm nhận là con học được những điều gì? Dạ, con học được những điều là làm heo đất, rồi bắt cá, trồng trọt cây lúa của người nông dân. Riêng con thì con thích nhất là trải nghiệm nào? Dạ, con thích nhất là trải nghiệm làm heo đất. Và qua những trải nghiệm của ngày hôm nay thì bản thân của con là sẽ thấy những cái việc làm này sẽ giúp được gì cho mình trong việc học? Dạ, là giúp chúng con cố gắng và tự tin hơn. Còn gì nữa không? Dạ, hiện giờ ở miền Nam trồng lúa hay bị ngập mặn. Và các cô chú ở đây nói là phải tiết kiệm nước để không bị mặn, để không bị ngập mặn nữa. Wow, trời ơi, giỏi quá luôn. Vậy là coi như là mình biết được những kỹ năng này, sau này là biết đâu chừng mình sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp, đúng không? Sau cái chuyến đi tham quan của tất cả các học sinh của toàn trường á, thì mình thấy là cái việc mà cho các em trải nghiệm thực tế về cái việc mà những cái hoạt động của những người nông dân á, thì mình thấy nó rất là bổ ích với học sinh thành thị hiện nay. Bởi vì hiện nay thì các em chỉ có là tiếp xúc với những cái công nghệ, thì đôi khi những cái thiết bị hiện đại thì nó cũng chưa chắc là tạo cho các em được một cái sân chơi bổ ích. Thì ở đây thì các em được xuống mương bắt cá nè, được trực tiếp cấy lúa nè, thì qua đó thì các em được một cái ngày vui chơi. Về cái phía các em thì mình thấy là các em được một cái ngày vui chơi thật là bổ ích, thật là vui vẻ, mỗi em đều hào hứng cái thể hiện trên cái nụ cười, cái gương mặt của các em. Ngoài ra thì các em còn được trải nghiệm cái thực tế đó, thì các em sẽ biết yêu quý hơn cái công sức lao động của người nông dân. Qua chuyến đi này, tôi cảm thấy đã mang lại cho trẻ rất nhiều bổ ích về sự giản dị trong cuộc sống, đồng thời hiểu biết của một người nông dân trong ngành nông nghiệp. Theo chị thì cái chuyến đi này thì giúp ích cho trẻ rất là nhiều. Trẻ thì tự tin, năng động, thông minh, hiểu biết và rất là thực tế.
khác với ở trường, học theo lý thuyết. Chị rất là hài lòng về cái chuyến đi này. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta có những cảm xúc của chính các em và phụ huynh về ý nghĩa mang lại cho thể chất, tinh thần và kiến thức thực tế. Và để quý vị, đặc biệt là các bậc cha mẹ, hiểu rõ hơn về việc cân bằng việc học và chơi cho trẻ, Huỳnh Giao và các bạn hãy cùng đến với chương mục giải tỏa những băn khoăn sau đây nhé. Thưa quý vị, việc giáo dục con trẻ luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong các gia đình Việt Nam. Thế nhưng có một câu hỏi mà hầu hết các bậc phụ huynh đều băn khoăn là cho trẻ chơi như thế nào để việc học hiệu quả? Học ra sao để trẻ có điểm tốt mà không bị căng thẳng, không bị gọi là mọt sách? Trong chương trình ngày hôm nay, Quỳnh Giao sẽ cùng quý vị, đặc biệt là các bậc phụ huynh cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi này nhé. Và cùng tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay, xin được giới thiệu cùng quý vị hai vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu cô Huỳnh Thị Thu Hương, nguyên trưởng khoa công tác đội trường đoàn Lý Tự Trọng, chuyên viên tư vấn thiết kế chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp và tư vấn chính cho chương trình On for Children Group. Cô chào Huỳnh Giao. Xin chào khán giả chương trình Tổ ấm yêu thương. Và vị khách mời thứ hai của chúng ta xin được giới thiệu chị Trương Thị Ngọc Minh, là trọng tài quốc gia bộ môn khiêu vũ thể thao Dance Sport. Chào Huỳnh Giao, chào quý khán giả chương trình Tổ ấm yêu thương. Như Huỳnh Giao và cô Thu Hương cũng như là chị Ngọc Minh cũng vừa xem trong đoạn phim ngắn vừa rồi thì các em rất là hào hứng khi mà được trực tiếp trải nghiệm thực tế, phải không ạ? Nhưng mà Huỳnh Giao được biết là có rất nhiều vị phụ huynh thì cho rằng để mà cho trẻ của mình có một cái tương lai tươi sáng hơn thì việc trước tiên là phải học và học. Còn những cái chuyện vui chơi giải trí thì tạm gác lại sau. Và có thể nói là việc cân bằng giữa việc học và vui chơi giải trí cũng như là học những kỹ năng sống của trẻ thì không được chú trọng. Cũng chính vì thế mà trẻ thường hay bị mất cân bằng. Không biết là với cô Thu Hương thì cô quan niệm như thế nào về vấn đề này ạ? Trong thực trạng hiện nay đó, vấn đề cân bằng giữa việc học và việc chơi đã có sự chênh lệch. Nếu mà học quá nhiều thì cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là các em chỉ là lý thuyết, chỉ là mọt sách theo như suy nghĩ của ông bà ta xưa đó. Hoặc là nếu bây giờ trong thực trạng hiện nay mà chơi quá nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái phát triển nhân cách của các em. Cho nên là có một cái nghiên cứu gần đây. Một cái nghiên cứu này là của một tổ chức phi chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là với cái tỷ lệ mà đáng lo ngại đó là 89%. Đa số phụ huynh quan niệm rằng là chỉ cần cho trẻ em đọc sách, chỉ cần cho trẻ em gắn với các cái thiết bị công nghệ điện tử hiện nay, xem truyền hình là chính, hoặc là với các cái thiết bị máy tính, game thì cũng có thể phát triển đứa trẻ. Tuy nhiên hệ quả của nó rất là lớn, đó là hiện tượng các cái tâm lý trẻ em rối nhiễu hiện nay rất là nhiều. Và phổ biến nhất đó là tình trạng các em trầm cảm, hoặc là có những việc mà các em không thể nào ứng phó được khi giao tiếp với xã hội phát triển hiện nay. Xin được cảm ơn cô ạ. Còn với chị Ngọc Minh thì sao ạ? Là một phụ huynh đang có con trong tuổi cấp sách đến trường thì chị suy nghĩ như thế nào về những cái suy nghĩ của các phụ huynh khác trong việc là cứ tập trung vào việc học ạ? Thì mình nghĩ việc học tập và vui chơi phải cần được cân bằng cho nó hợp lý. Mình phải có những cái kỹ năng sống để cho các con hoạt động, và kỹ năng sống đó giúp cho con mình nó giao tiếp được vui hơn, và trong công việc học tập giúp cho bé học thật tốt hơn. Và từ lý thuyết đi vào thực tiễn thì nó cũng khá là xa, cho nên là ngay từ nhỏ thì trẻ cũng cần có những cái trải nghiệm, phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà hiện nay thì hầu hết các cái chương trình học cũng khá là nặng và đòi hỏi là trẻ học rất là nhiều. Mình giao thấy là có những phụ huynh là từ sáng trưa chiều tối đều chở con đi học. Vậy thì chị quan điểm như thế nào? Chị sẽ phân bổ cái thời gian học tập và vui chơi của trẻ ra sao để mà trẻ vừa học tốt vừa có thể vui chơi, thư giãn và hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống đời thường ạ? Xếp lịch cho con á, thì ngoài việc học của con là trong ngày á, trong tuần á, thì nó đã có lịch rồi, thì mình chỉ xếp lịch cho con vào giờ chiều khoảng tầm 5 giờ con nó tan thì mình đã xếp lịch cho con cho tới cuối tuần. Trong lúc con học thì mình cũng khuyến khích con tham gia đội, đoàn đội trong trường, và ở nhà thì mình cũng sắp xếp cho công việc, ví dụ như là cùng con chơi hoặc là cùng con coi một cái chương trình gì trên mạng bổ ích để giúp cho con nó hiểu được cái hoạt động. Thường thì cuối tuần gia đình cũng có tổ chức để nấu ăn thì mình cho con phụ giúp, giống như là mình cho con lặt rau, rửa rau. Thường mùa hè thì cái thời gian của con mình việc học thì nó rảnh hơn, chính vì vậy mình sẽ dẫn con mình
đi tham dã ngoại, tham quan, tham gia như là hái rau hoặc là tham gia vắt bò sữa ở Long Thành, hoặc là những cái chương trình thế gì mình về cho cháu về quê ngoại, thì có nhiều cây trồng và có nhiều cái vật nuôi. Chính vì vậy là mình cho con nó trải nghiệm, sẽ dẫn các con đi dã ngoại ngoài công viên, tham gia những cái hoạt động ở công viên cho các con nó năng động, và dẫn con tham tới các bạn bè chơi để cho con giao tiếp với lứa tuổi, để cho bé nó có kỹ năng giao tiếp nhiều hơn. Cảm ơn chị. Còn với cô Thu Hương thì sao ạ? Với góc nhìn của một chuyên gia thì cô có thể chia sẻ thêm về vấn đề này thưa cô. Bất kỳ một cái hoạt động nào cũng cần phải giúp cho bé trải nghiệm. Ở gia đình cũng là trải nghiệm kỹ năng, hoặc là đi ra những nơi công cộng như là bạn Minh thì cũng là trải nghiệm cuộc sống. Ở nhà trường cũng có những hoạt động mà nhà trường giúp cho các em trải nghiệm. Các bậc phụ huynh chỉ cần nhớ đó là cùng đồng hành, cùng trải nghiệm. Nếu là ở gia đình thì tôi hoàn toàn tán đồng với bạn Minh. Đó là trong các cái buổi sinh hoạt của gia đình là mình cùng với con, cùng trò chuyện, cùng làm bạn với con để giúp cho con phát triển các kỹ năng sống. Đối với việc mà đưa bé ra môi trường bên ngoài thì có môi trường thiên nhiên thì tôi cũng tán đồng với lại bạn Minh. Còn một môi trường bên ngoài nữa, đó là những môi trường mà công cộng hiện đại hiện nay. Khi mà bé đến siêu thị nè, bé biết sử dụng tài chính như thế nào, đó cũng là một cái kỹ năng mà bé cần giao tiếp với những cái hoạt động bên ngoài. Hoặc là khi đi công viên, bé có kỹ năng giao tiếp để phân biệt được những người tạo cho bé cảm giác an toàn hoặc là không an toàn. Còn ở nhà trường thì hiện nay ngoài cái chương trình giáo dục hoạt động ngoại khóa của nhà trường, tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường là môi trường tốt nhất. Bởi vì mục tiêu của các cái hoạt động và kỹ năng hiện nay của tổ chức đội đó, cũng giúp các em nâng cao tính tích cực xã hội, giúp cho bé có kỹ năng làm việc nhóm. Và từ đó cái sự phát triển của bé nó được cân bằng hài hòa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Thu Hương và chị Ngọc Minh. Thưa quý vị, qua những phần chia sẻ của các vị khách mời thì chúng ta đã thấy được những cái giá trị thiết thực trong việc hài hòa giữa việc học và việc chơi của trẻ. Và một điều quan trọng là các bậc phụ huynh đừng bỏ trẻ một mình mà hãy là bạn của trẻ. Để trẻ có thể học nhẹ nhàng như chơi, và trong những trò chơi thì cũng sẽ có những cái bài học để tích lũy những vốn sống cho mình. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Cảm ơn Hoàng Giang. Quý vị và các bạn thân mến, qua sự chia sẻ của cô Thu Hương và chị Ngọc Minh vừa rồi, chắc hẳn là quý vị, đặc biệt là các bậc cha mẹ, đã có thêm những thông tin bổ ích trong việc nuôi dạy con em của mình rồi phải không ạ? Còn bây giờ, Huỳnh Gia xin mời quý vị và các bạn đến với phần mèo vặt. Mùa hè đến, mỗi gia đình chúng ta đều luôn có cho mình những kế hoạch nghỉ ngơi, thư giãn và vấn đề sắp xếp hành lý như thế nào để chuyến du lịch của gia đình được diễn ra một cách ưng ý nhất thì luôn là vấn đề mà mọi người băn khoăn. Và sau đây là một số mẹo vặt sắp xếp hành lý dành cho các thành viên trong gia đình bạn. Quy tắc 5, 4, 3, 2, 1. Hãy sử dụng quy tắc 5, 4, 3, 2, 1 cho một chuyến đi kéo dài một tuần như sau. Mang không quá 5 đôi vớ, 4 cái áo, 3 chiếc váy hoặc quần, 2 đôi giày và 1 chiếc mũ. Danh sách này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn hơn. Tận dụng cách chứa đồ tối đa. Các bộ vớ bạn có thể nhồi vào bên trong giày dép. Với quần áo bạn có thể cuộn tròn chúng lại. Bạn cũng nên sử dụng các túi hút chân không để bỏ vào từng bộ quần áo riêng. Những chiếc túi nhỏ này giúp bạn giữ quần áo gọn gàng và dễ dàng lấy theo sở thích, chứ không phải lục tung cả vali. Để những dụng cụ có chất lỏng ở chỗ dễ lấy nhất, tốt nhất bạn nên đặt trên cùng của vali những chất lỏng như kem đánh răng, dầu thơm, chai đựng kem cạo râu, tuýp sữa rửa mặt, vì nhiều cảng hàng không quốc tế sẽ lục soát, kiểm tra và thậm chí giữ lại các dụng cụ này của bạn. Đồ dùng vệ sinh luôn đặt trong một túi riêng. Đây cũng là cách để bạn kiểm tra và không để quên bất kỳ dụng cụ vệ sinh thiết yếu như bàn chải đánh răng, kính áp tròng, sữa rửa mặt, thỏi son trang điểm, v.v. Túi nhỏ hoặc hộp nhỏ này nên được đặt ở góc vali hoặc gần dây kéo để bạn dễ dàng tiếp cận. Để tránh rò rỉ, bạn nên lấy bọc nhựa bao quanh các mỹ phẩm, nhất là vị trí nắp mở. Quý vị
vị thân mến, chương trình Tổ ấm yêu thương kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Những người thực hiện rất vui khi nhận được những ý kiến xây dựng chương trình từ quý vị để Tổ ấm yêu thương ngày một gần gũi và hấp dẫn hơn trên sóng HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Những ý kiến đóng góp của quý vị hãy gửi về địa chỉ email toamyeuthuong.htv7a@yahoo.com. Xin cảm ơn công ty cổ phần địa ốc Thăng Long, Thăng Long Real đã đồng hành cùng với chương trình.